Chào các bạn, trên tay mình là một quả dừa dứa. Dừa dứa thì rất là ngọt ha. Thì các bạn thấy nó rất là trắng là bởi vì họ đã xử lý vỏ, gọt vỏ ra rồi. Cái phần này là phần trong cùng của trái dừa, là cái lớp gáo dừa. Sở dĩ nó có màu trắng này là bởi vì theo mình nhớ là họ xử lý bằng laser đó. Thì một quả dừa dứa như thế này có giá 35.000 đồng, bán chủ yếu ở các khách sạn và các trung tâm mua sắm hay là các trạm dừng chân dành cho khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài. Nói chung cái giá nó hơi cao. Điều quan trọng là khi bạn uống cái quả dừa này xong, bạn có thể cắt 1/3 cái quả dừa, cái gáo dừa này ra. Bạn dùng nó để bạn trồng lúa thì rất là đẹp, có thể dùng để trang trí trong góc nhà hoặc trên các bàn ăn. Em tính lãnh có 5 cái dừa, anh nói là giảm em nhiều hình được không? Chết rồi, bây giờ sao?